Các bạn ơi, ở những video trước Ngà cũng đã giới thiệu cho các bạn cái quy trình làm trắng da thì gồm có 4 bước. Bước thứ nhất là tẩy da chết nè, bước thứ hai là tắm kích trắng, bước thứ ba là dưỡng chống nắng và bảo vệ da, bước thứ tư là kích trắng tông da vào ban đêm. Thì Ngà cũng đã làm video về sản phẩm tẩy da chết rồi, về kem dưỡng trắng da bảo vệ da ban ngày rồi, men ngủ kích trắng da ban đêm rồi. Thì ở video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn bước tắm kích trắng da. Mình nghĩ đây là một bước quan trọng nhất để có thể mang lại hiệu quả nhanh cho bạn. Tại vì như thế nào, vì da mình chịu tác hại của UVA, UVB và tác hại của các gốc tự do hàng ngày. Mà nếu như mình chỉ dùng những sản phẩm dưỡng, cứ dưỡng đi dưỡng lại hoài như vậy thì cái thời gian mà mình dưỡng da và nâng tông da nó rất là lâu. Vì vậy cái sản phẩm tắm ủ kích trắng là cái sản phẩm mà mang đến cho mình cái làn da kích trắng bật tông một cách nhanh nhất có thể. Và khi da mình đã bật tông, đã trắng sáng lên như vậy rồi thì mình sử dụng cái kem dưỡng hoặc là các sản phẩm mà ủ kích trắng thông thường thôi thì da mình nó cũng sẽ nâng tông da lên rất là nhanh luôn. Và vì thế cái hiệu quả làm trắng da của mình nó sẽ đạt một cái tốc độ rất là nhanh và mình sẽ cảm thấy thích thú với cái việc làm trắng đó. Chứ còn nếu mà cứ dưỡng đi dưỡng lại hoài thì làm trắng rất là lâu luôn, và chắc chắn một điều mình sẽ rất là nản và rất là chán nữa. Thì trong cái đợt tri ân lần trước, công ty Ngô Thành Phú cũng đã gửi tặng cho 1.000 khách hàng 1.000 chai sữa tắm trắng như thế này đây. Tại sao một sản phẩm chưa được buôn bán mà công ty lại dành tới 1.000 chai như thế này để tặng cho khách hàng? Bởi vì Ngô tin rằng đây là một cái sản phẩm đặc biệt, và một cái sản phẩm này có thể mang lại cho công ty Ngô Thành Phú một lượng khách rất là ok và rất là hài lòng với cái sản phẩm này, để trở thành một cái khách hàng thân thiết nhất của công ty mình. Gặp một sản phẩm này Ngà tâm đắc cực kỳ luôn, tại vì cái hiệu quả của nó mang lại rất là cao. Thứ hai nữa là cái độ trắng của nó rất là trắng sáng nhanh luôn. Và thứ ba là cái mùi thơm của nó rất là thu hút, rất là gây nghiện. Và thứ tư nữa là một cái sản phẩm tắm tiện lợi nhất trong cái thời điểm bây giờ đang cái mùa se lạnh như vậy nè, mà mình dùng những cái sản phẩm tắm trắng nhiều bước cầu kỳ khác thì chắc chắn mình sẽ rất mệt luôn, đổ bệnh liền luôn. Và cái sản phẩm này chính là một cuốn tinh cho cái mùa hè này. Hãy dùng cái sản phẩm này để có được một làn da trắng sáng, và tới mùa đổi hè này thì các bạn sẽ xuất hiện rạng rỡ và tươi xinh trước và những người thân của mình ha. Thì trong tháng 12 này, công ty Ngô Thành Phú sẽ ra mắt cái sản phẩm sữa tắm trắng cấp tài với size lớn như thế này đây. Sau khi tặng rồi thì mới dám buôn bán cho các bạn, tại vì đã biết chắc chắn rằng những bạn nào sử dụng cái hàng tặng rồi thì cũng sẽ tìm mua cái sản phẩm này thôi. Và cái sản phẩm này nó chưa được hoàn thiện luôn, mới và không có giai đoạn chiết rót đóng gói, nhưng mà Nga quá phấn khích và thích thú với cái sản phẩm này nên bắt buộc phải quay clip này để giới thiệu cho các bạn ngay. Chưa được tem nhãn, chưa được hoàn thiện luôn, nhưng giới thiệu cho các bạn trước để cho các bạn nhanh tay đặt hàng trước. Tại vì đợt này buôn bán 10.000 chai với một cái khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn luôn. Một chai sữa tắm như thế này với giá 300.000 nhưng lại được tặng kèm một kem dưỡng trắng body trị giá 200.000 luôn. Tức là bỏ ra 300.000 mua một chai sữa tắm mà được tặng tới một kem dưỡng trị giá tới 200.000 nữa. Cái kem dưỡng này thì cực kỳ gây nghiện nữa, và số lượng cực kỳ có hạn luôn. Cho nên các bạn nào đã yêu thích cái sữa tắm cocktail mà công ty hàng tặng lúc trước đó thì các bạn có thể nhanh tay đặt mua cái sản phẩm này nhé. Số lượng có hạn lắm cho nên mình đặt mua trước 1/12 có hàng, công ty sẽ ship hàng cho các bạn nha. Và đừng quên đăng ký vào kênh YouTube Đẹp Cùng Sala, và Nga sẽ chia sẻ thật là nhiều cái bí quyết, nhiều cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho các bạn có thể mua hàng với cái giá ok nhất và những cái thông tin làm đẹp cần thiết nhất ạ.